Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Hà Linh, rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nội dung. Kiến nghị công dân đỗ vào các trường phải đi nghĩa vụ quân sự trước, đi học sau. Cử tri kiến nghị công dân nếu đỗ các trường đại học, cao đẳng phải đi nghĩa vụ quân sự trước, sau đó về tiếp tục theo học. Bộ Quốc phòng mới đây nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên đề nghị nghiên cứu bổ sung trong luật nghĩa vụ quân sự yêu cầu công dân trong độ tuổi nhập ngũ khi thi đỗ vào các trường được bảo lưu kết quả nhưng phải chấp hành tham gia nghĩa vụ quân sự xong sau đó về tiếp tục theo học. Bộ Quốc phòng cho biết luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 sau hơn 8 năm thực hiện đã góp phần quan trọng đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội, bảo vệ vững chắc tổ quốc. Tại Điều 41 luật nghĩa vụ quân sự quy định, đối với công dân đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông, đang được đào tạo trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì được tạm hoãn gọi nhập ngũ. Mặt khác, để bảo đảm công bằng xã hội, độ tuổi phục vụ tại ngũ của các công dân thuộc diện tạm hoãn kể trên cũng được kéo dài hơn để công dân có cơ hội được thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Vì vậy, tại Điều 30 của luật quy định công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ, độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi. Tại Điều 50 của luật quy định về chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân. Trước khi nhập ngũ đang học tập hoặc có giấy gọi vào học tập tại các trường thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thì được bảo lưu kết quả, được tiếp nhận vào học ở các trường đó. Bộ Quốc phòng cho rằng, những quy định trên góp phần bảo đảm công bằng trong thực hiện nghĩa vụ quân sự, vừa đáp ứng nguyện vọng chính đáng về quyền và lợi ích hợp pháp của công dân được học tập, làm việc. Đồng thời, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cần thiết cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vừa bảo đảm đủ số lượng, chất lượng nguồn công dân nhập ngũ. Theo kiến nghị của cử tri, yêu cầu tất cả công dân trong độ tuổi nhập ngũ khi thi đỗ vào các trường được bảo lưu kết quả nhưng phải chấp hành nghĩa vụ quân sự, song sau đó về tiếp tục theo học trong giai đoạn hiện nay cần được nghiên cứu một cách tổng thể, đầy đủ và thấu đáo. Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá để báo cáo, đề xuất chính phủ sửa đổi, bổ sung luật nghĩa vụ quân sự vào thời điểm phù hợp khi có đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn, bảo đảm khoa học, khả thi. Cử tri tỉnh Thanh Hóa đề nghị sửa đổi một số quy định còn bất cập của luật nghĩa vụ quân sự. Cụ thể, về đăng ký nghĩa vụ khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập, về tạm hoãn gọi nhập ngũ. Bộ Quốc phòng cho biết, Điều 17 luật nghĩa vụ quân sự nêu rõ, công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập, phải đến cơ quan đã đăng ký nghĩa vụ quân sự làm thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày đến nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập mới, phải đến cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự để đăng ký chuyển đến. Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự được gọi vào học tập tại các trường thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân phải đến cơ quan đã đăng ký nghĩa vụ quân sự làm thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự đến cơ sở giáo dục. Sau khi thôi học phải làm thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự về nơi cư trú hoặc nơi làm việc mới. Người đứng đầu cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức cho công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự và chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự. Hàng năm, Bộ Quốc phòng đã hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến luật và các văn bản hướng dẫn thi hành đồng bộ, rộng khắp với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. Tiếp thu ý kiến của cử tri, Bộ Quốc phòng tiếp tục nghiên cứu, báo cáo, đề xuất chính phủ sửa đổi, bổ sung luật nghĩa vụ quân sự vào thời điểm phù hợp. Như thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.